À, vị trí sạt lở nhà xuống sông là ở Thốt Nốt nha cả nhà. Nha bà con ở đây kể. Dạ Dũng chào anh nha. Thì buổi sáng hôm qua cái vụ việc đó anh có nhà không? Không, em có vợ trong đó trong á. À, nghe mấy đứa nhỏ bị vậy rồi mới chạy ra này ha. Nghe em nó điện nó nói nhà của cháu ông cũng sập rồi kìa, ông chạy ra ông tiếp kìa. Là nó quay lên thấy rồi mới ra ca nữa. Đang đi làm á, đang đi làm. Nghe tức tốc chạy ra. Dạ. Thì hôm qua là lúc bốn đứa nhỏ ngủ là bốn đứa này đây, mấy đứa này đây phải không anh? Còn lớn hàng này lớn nhất nè. Dạ. Dạ. Bốn anh em đang ngủ trong phòng đó. À, rồi ai kêu con dậy, ai kêu con anh hai kêu con hả? Ừ. Con thấy sợ không? Con thấy sợ không? Sợ hả? Ờ. Nhân mặt luôn hả? Ờ, thấy sợ quá. Ngủ rồi tối nó giật mình nó sáng luôn. Tối này chắc ngủ mớ. Tối này chắc ngủ mớ áo mà. Ngủ bên này mà cho nó ngủ bên bên kia mà bên ngõ bên đó. Dạ. Chị là cô của mấy đứa nhỏ nè. À, cô là ở gần đây hay là sao? Dạ, thì hôm nay nghe tin mấy cháu rồi cũng chạy lại coi sao ha. Cũng tội nghiệp mà nghe chị nói là ba mẹ mấy đứa nhỏ đi làm ở đâu rồi, gửi cho cậu hả? Thầy ơi, mẹ nó nội á, như cha với mẹ nó, cha nó thì cũng bỏ mấy đứa mấy năm nay rồi không có lo đâu. Rồi nào nặng một đống rồi giờ con nhỏ này cũng hy sinh vậy. Chồng cũng quá đó, lo mà với cụ cặp thằng này cũng kiếp quá trời không có tiền các bạn. Dạ, thành ra mấy đứa nhỏ gửi rồi, cho cậu. Rồi ba đứa rồi ở nhà đó cũng rồi em chạy tới cho đuôi rồi coi thăm lên như rồi đó. Dạ, thưa cả nhà thì ba đứa trẻ, bốn đứa trẻ thì ở ba đứa với một đứa bà con. À, một hôm vụ xảy ra vụ việc là bốn đứa thì ở trong cái căn nhà này nè, nó chìm hẳn xuống sông nữa cả nhà. Nên theo cả nhà quan sát là cả nhà đang chìm hẳn xuống sông. Đây. Hai căn này là chìm hẳn xuống sông nha cả nhà. Theo Dũng quan sát thì cái phần sụp lở nó phước sâu vô trong. Đây cả nhà. Mở lại nó phước sâu vô trong luôn. Cả nhà khoét hầm ếch vô trong luôn hả anh, sâu vô trong luôn. Còn căn phía đằng kia giáp với mấy căn này thì cũng đang di dời, sợ sập thêm nữa cả nhà. Đây, vết nứt nó hở ra nè. Đây, nứt nó hẻ ra rồi ha anh ha. Nó giặt ra đó ha. Dạ. Yeah. Vết nứt nó đang hẻ ra. Thành ra cái nhà này nó chưa sập nhưng mình cũng phải tháo dỡ ha anh. Nó cũng có nguy cơ rồi. Nguy cơ nó sập xuống rồi. Dạ. Sáng giờ nó ra thêm tắt nữa đó chú. Dạ. Dạ, mấy anh thợ ảnh còn sợ bị ngã hả? Dạ. Căn này sáng giờ theo bà con chia sẻ thì nó cũng muốn sập nữa rồi cả nhà. Độ hở nó càng ngày càng rộng ra. Dạ.
cái ống nước hay gì chú? Dạ. Xuống là ba đá xuống hết chân rồi. Dạ, vụ sạt lở này là sáng hôm qua hả chú? Dạ. Chú ở gần đây không? Chú chứng kiến không? Dạ, dạ đây mà. Chú có nghe tiếng động rồi là cái gì không? Không. Dạ. Nghe cắt cắt mấy đứa này ra ngồi nghe cắt cắt nó sụm chú luôn. Dạ, buổi sáng ha. Buổi sáng. Dạ, 6 giờ mấy gì đó ha chú? 6 giờ mấy. Dạ. Dạ. Có thằng nó đâu rồi? Dạ. Hai vợ chồng cũng bò tì vò chứ. Dạ, mà trước trước đây 2-3 bữa nó có hiện tượng gì không chú? Có nứt gì không? Có đường nứt nẻ không? Nứt cái lần trên đó đó. Dạ. Đi dạ. Ba cái chiếc xe mà chở cát với đá rồi đó. Dạ. Chạy nhịp 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 đâu 2 bữa nó cái này không biết sao kỳ. Dạ. Cái có gì? Dạ, chia sẻ đây mà không gì đó. Dạ. Thì nói thiệt đó. Ông cái này á, như mấy chú quay ha chắc sáng đó, kết quả. Dạ. Bây giờ ngay chỗ đó giờ nó còn sâu xuống nữa chứ nó không có. Có nghĩa là sáng nước rồng mình thấy cái chỗ độ lúng xuống nó sâu xuống hả chú? Sâu lúng nữa. Dạ. Ông hỏi từ từ thôi chứ ông đâu mình tin đó nha. Nó lúng xuống mình nó thấy đó. Dạ. Thì cái độ lúng khoảng bao sâu chú? Lúng đó là cũng như thay về như hồi sáng nè, là cỡ 3-4 thước. Trời ơi sâu xuống 3-4 thước hả chú? Từ mí lộ lên xuống. Dạ. Còn cái lòng sông này sâu khoảng bao sâu chú? Bao nhiêu mét? Lòng sông này sâu chắc khoảng 6-7 mét. Dạ. Thì mấy cái thằng cha mà thợ lặn lên hỏi mấy ông thì cỡ 6 mét mấy, gần 7 mét. Dạ. Ông quay rồi ông đưa ông đi tới bạn Thiên luôn nha. Còn cái này còn lúng nữa nè. Dạ. Mà hồi xưa giờ thì chú đâu có chứng kiến mà ở đại khu vực mình nó có sạt lở chỗ này đâu hả chú? Không. Không có ha chú. Bao giờ không có nghe cái sạt lở như gì. Dạ. Dạ. Ở đây hồi nào giờ không có nghe nó sạt lở gì. Dạ. Đây đất liền mà tại sao kỳ lắm. Theo con nghĩ chắc có thể là do dòng nước chảy mạnh đó. Dạ. Dòng nước chảy mạnh rồi lâu ngày nó sấy lở. Hàm ếch ở trong mình không có hay đó chú. Rồi mình ở trên nhà này mình không có hay, ở dưới nó có cái hàm ếch ha. Dạ. Rồi ở trên thì xe chạy nhiều khi nó nhịp nó động riết rồi nó lở cát ra. Dạ. Có thể là như vậy. Dạ. Như đây nè cái bờ kè này. Bờ kè xây vậy đó. Dạ. Ở giờ dạt nè. Dạ, bây giờ là đang dạt rồi hả chú? Đang dạt nữa. Dạ. Dạ, suốt là đó đó, thấy không? Dạ. Cái bàn thờ này ở đâu giờ tới đây nè chú? Đây, như chỗ bực đá đó. Dạ, ở chỗ nào chú? Đây nè, cái bực đá ngay chỗ bằng, ngay chỗ miếng đất đó. Dạ. Đó, ông nằm đó. Dạ. Mình sạc xuống dở hơn, giờ ra đây đỡ. Đây hiện trường còn ngổn ngang này cả nhà. Quá sợ luôn. Dạ. Dạ. Đây cả nhà, không sâu vào trong luôn. Dạ. Đây cả nhà thấy cái miếu ông Tà còn y nguyên luôn cả nhà. Đất đai thì sạt xuống nhưng cái miếu của 3-4 ông Tà thì còn y nguyên. Cái nhà thấy nè, cái nền nhà nè đó, còn cái miếu thì di dời tới đằng này nè cả nhà đó. Đây, miếu ông Tà đây còn y nguyên
chỉnh sửa các lớn chưa kịp chặt rồi. Dạ, rồi có nghĩa thấy ông nhỏ giờ tính làm cho rộng ra hả chú? Dạ, chưa kịp làm rồi ông chụp. Dạ, nhưng mà hay nghe Linh cái là nhà của ổng còn nguyên ha, nền nhà của ổng còn nguyên luôn ha. Không có gì. Không có xe. Thấy còn nở miếng rồi sợ nó sập xuống nữa rồi nó gớp đó. Dạ. Rồi kéo lên vậy cho nó bằng luôn. Dạ, dạ. Đó, thì hồi đó là cấp mấy bữa trước thì cái cột nhà với cái nền nhà của ổng là sát nhau nha cả nhà. Sát nhau mà bây giờ giữa cái cột và cái nền nhà của ba ông Tà nó hở ra 5-6 tấc rồi. Cả nhà quan sát thấy nè, cái nhà này hiện cái chú này đứng thì nó chưa có sập xuống sông nhưng mà nó có hiện tượng rồi đó cả nhà. Thành ra bây giờ bà con đang tháo dỡ ra nè. Còn ba căn đằng này thì sập thẳng xuống sông. Mà thời điểm mà sụp xuống sông là buổi sáng nước gồng. Thành ra bốn đứa trẻ trong nhà không có sao hết. Mọi người giải phóng cứu mấy em lên được. Theo bà con nói thì nếu mà sụp lúng vào ban đêm và lúc nước lớn thì rất là nguy hiểm. Cũng may mắn là sụp vào buổi sáng mà nước gồng. Thì từ ở trên mé lộ xuống dưới là nghe bà con nói là 3 mét nước. Nếu mà sụp cái nhà hẳn xuống sông 3 mét nước là rất là nguy hiểm. Thì theo Dũng quan sát thì tàu bè qua lại đây, sông này rất là lớn, tàu lớn không cả nhà. Sóng rất là lớn. Xa xa kia là cầu Thốt Nốt đó cả nhà. Đó, cầu Thốt Nốt đó, dạ. Cầu Thốt Nốt 2. Đây nè, cả nhà quan sát thấy tàu bè tàu lớn không à. Đấy, từ khúc này bắt đầu có vết nứt, có vết hết gặn nứt, có dấu hiệu nữa nè cả nhà. Theo như cả nhà quan sát thấy không? Đường đã hết nứt hẻ ra nè. Không, nhà này có con của chú hả? Dạ. Dạ. Cho ra riêng ở đó. Ra riêng ở dưới mấy sông nữa ha. À, bây giờ nó đi mặn lỡ gì mới cho nó hay. Ảnh đi mặn ở đâu, ở Bình Dương rồi hay đâu chú? À. Dạ. Cũng may là anh không có nhà ha. Dạ, không có nhà. Kể là hai vợ chồng đi chỉnh làm luôn hay sao chú? Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ gửi cho chú hả? Không, cũng nó cũng đem theo. Đem theo luôn. Dạ. Có nghĩa là nhà này trống ha. Dạ. Dạ, cũng may mắn là nhà này trống. Nó gì đó nó ở. Dạ, dạ. Kiểu chú cho hai chồng ra riêng đó ha, hai chồng ảnh ra riêng. Đây này, cái chỗ này nó lúng nữa nè. Đâu chú? Đây nè. Dạ, thấy ống nước dưới luôn ha. Ờ, cái ta ông Kiều rớt đất xuống dưới. Dạ dạ. Cái dạ, cái cát nó trôi ra đó chú, nó hầm ếch vô. Là ở trong nó hầm ếch vô từ từ. Nó nằm ở trong đó. Thành ra chặn hai đầu không cho xe chạy. Cho chạy là rất là nguy hiểm. Bởi vì nguy hiểm. Dạ. Ngày hôm qua là nó còn cái mí đó, đó lại đây ha, mà có đêm hôm vẫn soi xuống trong lỏng đó. Dạ. Mà nó sâu vô 2 mét nữa rồi đó chú, nghe nó. Vô đụng trong rồi. Trong tường luôn hả? Trong tường luôn hả? Dạ. Theo cả nhà thấy cái con đường này là 2 mét mấy nè, mà bây giờ nó lỡ vô tới trong vách nhà trong luôn rồi đó. 4 mét hả chú? Đây 2 mét, dạ, dạ, từ đây một thớt vậy là 2 mét nè. Dạ, có dạ, đâu chú, đó, ờ, ờ. Dạ. Dạ, vậy là nghĩa là cát nó luôn, nó lỡ tới trong nhà từ ngoài này vô là 4 mét nha chú, 4 mét. Theo như quan sát thì con lộ này tới 4 mét nè cả nhà. Từ mí nhà ở trong đây ra hết con lộ là 4 mét đan, 4 mét xi măng. Từ cái mí 4 mét đường nữa ra ngoài là căn nhà cũng khoảng ra có 4 mét. Có nghĩa là sạt lở vô cả 8 mét đó. Hiện giờ con lộ 4 mét nó hàm ếch vô tới trong mí nhà người ta luôn rồi cả nhà. Rồi có nghĩa là nó xói mòn vô khoảng 4 mét đó. Khúc này nghiêm trọng nhất. Đặt lỡ vô tới trong nhà luôn rồi. Là nguyên con đường 4 mét này xuống sông hết. Có mấy cây dừa cũng chìm xuống sông luôn.
căn nhà này thì cũng có nguy cơ cho sắp sập xuống nè nha. Chủ nhà tháo dỡ ra. Nhật mà quá mình giỡn không à, bệnh nó